Theo báo South China Morning Post ngày 29 tháng 9, truyền thông Trung Quốc đã xem đây là một tín hiệu khiêu khích. Theo tạp chí không quân có trụ sở tại Mỹ, buổi huấn luyện của phi đội máy bay không người lái kỳ cựu của Mỹ bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 cho thấy không quân Mỹ đang tập trung nhiều hơn vào khu vực Thái Bình Dương. Cuộc tập trận này sẽ hoàn thành vào ngày mai, 30 tháng 9. Phù hiệu trên đồng phục được may cho cuộc tập trận này có một chiếc máy bay không người lái MQ-9 Reaper trên nền màu đỏ mang dáng hình của bản đồ Trung Quốc. Ba chiếc máy bay MQ-9 phối hợp với hạm đội 3 của Hải quân Mỹ, đơn vị phụ trách triển khai các nhóm tấn công tàu sân bay, tàu ngầm, các tàu và máy bay khác đến Thái Bình Dương, cùng với máy bay vận tải C-130. Cùng với máy bay vận tải C-130 quân nhân thuộc bộ phận chiến tranh đặc biệt và thủy quân lục chiến, các máy bay không người lái có nhiệm vụ công kích trong một cuộc tấn công. Thiếu tá Ryan Davis, chỉ huy trưởng phi đội tấn công số 29, trả lời tạp chí không quân cho biết, cuộc diễn tập cho thấy khả năng của chúng tôi trong việc nhanh chóng di chuyển các máy bay không người lái MQ-9 đến bất kỳ đâu trên thế giới, những địa điểm xa lạ, sau đó ra ngoài và thể hiện khả năng hoạt động của MQ-9. Mặc dù cuộc tập trận diễn ra cách xa bờ biển Trung Quốc, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng máy bay không người lái có thể được triển khai để tấn công các cơ sở mà Trung Quốc xây dựng trên biển, thậm chí cảnh báo Trung Quốc sẽ đáp trả nếu bị tấn công các cơ sở này.